Chào mừng mọi người đến với series Thằng Bè Trường Úc 100 năm và mình là Tú Anh. Và đây là tầng 5, phòng giải trí. Với tiêu chí học tập kết hợp vui chơi, tại Scotch AGS chắc chắn không thể thiếu phòng giải trí dành riêng cho các Scotchies. Với bàn bi lắc, bàn bóng bàn, bàn bia và khu vực tự chơi, các Scotchie có thể thoải mái vui chơi kết nối bạn bè sau giờ học, cho mỗi ngày đến trường đều đầy ắp năng lượng và niềm vui. Để xem nhiều sự xịn sò hơn từ Scotch AGS, các bạn đừng quên bấm theo dõi để cùng mình tham quan trường Úc 100 năm nha. Hẹn gặp lại!